Về cơ bản thì chúng ta đã hoàn thành xong phần quản lý banner đơn giản, bao gồm các thao tác như là truy vấn, thêm, sửa xóa dữ liệu hay là upload image, vân vân. Tuy nhiên, để giúp người dùng thao tác được dễ dàng hơn khi mà chỉnh sửa các bản ghi thì chúng ta có thể bổ sung thêm một chức năng nữa, đó là inline edit. Về cấu hình của inline edit thì chúng ta đã có sẵn ở bài listing grid component. Đó là khi chúng ta bấm vào một bản ghi thì nó cho phép chúng ta sửa trực tiếp ngay ở trang listing. Tuy nhiên, nếu chúng ta bấm nút save thì sẽ không thành công bởi vì chúng ta chưa có code xử lý. Chúng ta cùng xem lại file cấu hình banner listing. Ở phần cấu hình các cột có item là editor config dùng để cấu hình inline edit. Trong đó cấu hình shape URL chúng ta sẽ trỏ sang action là inline edit. Inline edit là một action tương tự như là action edit. Tuy nhiên, nó khác một chút. Đó là edit thì sẽ có một trang view mới. Còn inline edit thì là chỉnh sửa trực tiếp ở trên trang list và dùng công nghệ đó là Ajax gửi request lên trên server và nhận về dữ liệu dạng JSON. Chúng ta có thể tham khảo ở action inline edit trong module CMS. Tuy nhiên, ở đây tôi sẽ tự code lại và đơn giản hóa nó đi. Chúng ta sẽ lấy mẫu từ action edit. Ở đây chúng ta sẽ dùng JSON Factory để trả về dữ liệu là một kiểu JSON. Ngoài ra, tôi còn inject thêm Banner Factory để tương tác với model. Tiếp đến là function execute. Chúng ta sẽ khởi tạo kiểu dữ liệu trả về là JSON. Tạo một biến để kiểm tra trạng thái lỗi và một biến để lưu thông báo. Tiếp theo là lấy dữ liệu người dùng port lên qua Ajax. Để xem được dữ liệu người dùng port lên
chúng ta có thể va đâm ra như ở bài trước. Tuy nhiên do dữ liệu ở đây trả về thông qua Ajax nên chúng ta sẽ xem ở phần Network trong Developer Tool. Và chúng ta sẽ thấy dữ liệu người dùng post lên sẽ là một mảng chứa bản ghi đang edit. Ví dụ ở đây là bản ghi có ID 103. Chúng ta sẽ dùng một vòng lặp theo key trong array để lấy ra ID của bản ghi và update vào database. Chỗ này cần phải ép kiểu banner ID về string. Sau đó bắt exception. Nếu có lỗi thì add message. Gán lại biến error bằng true để đánh dấu là có lỗi. Và cuối cùng là trả về kết quả bằng hàm setData. Tham số truyền vào là một mảng với hai giá trị là message và error. Chạy thử. Có báo lỗi. Ở đây chúng ta update cả trường IMAGE. Mà trong module ở bài trước thì có một đoạn xử lý ảnh bằng file uploader, do đó sẽ bị lỗi. Chúng ta cần phải disable trường IMAGE đi. Chuyển qua file banner listing. Tìm đến phần cấu hình cột IMAGE. Và xóa item name là editor đi. Xong, vậy là chúng ta đã hoàn thành chức năng inline edit.